sao giờ sao hôm nay không nói chuyện? Dạ, bị bệnh hả bảo không? À, chương trình này cần nói chuyện mà không nói chuyện là đi về luôn em, về luôn. À, dạ, dạ không có nói chứ ạ. À. Trước ra anh nói nhiều quá, ra không nói. À, vậy là không nói nó ít công. Chữ. Cái này là bị cà lâm đó. Có nói bỏ chữ, bỏ mình, chữ. Mình lược bớt những chữ dư. Không, anh thấy không có chữ nào dư luôn, em đang nói đúng câu nhưng mà nó bị tách rời ra thôi. Dạ, em nói vừa phải, không nói nhiều nữa. À vậy hả? Em Xuyên ra làm gì? Bị ngứa chỗ nào sau lưng em? Sao quay dữ vậy? Bị điều á, đúng chưa? Không có, tại vì đứng kế anh Bảo á. Cái tự nhiên cái em cảm thấy người của em. Đứng kế ai Xuyên cũng nói vậy trơn. Ủa anh nói vậy em cũng nghe luôn hả? Em nghe chứ, thật ra thì đứng kế anh Bảo thì em cảm thấy cũng bình thường. Rồi em qua đây, đứng kế Bảo thấy bình thường, đứng kế anh chắc khác là. Nè sao, đứng kế anh sao nè? Đứng kế anh tầm thường, đứng kế anh tầm thường, đứng kế anh tầm thường. Bảo, vô lại vị trí, tôi nói mà ra đây chặt chém MC là không có sống sót được tới cuối chương trình rồi. Không, nhưng mà được cái là hôm nay em với Xuyên nói nhau là mặc đồ là có miss nhau xíu rồi đó. Tông sự tông. Ra đây thường thì mọi người biết là tụi em nói rất là nhiều. Nhưng mà anh Minh Phù nãy giờ cũng lăng xê mà kèm chút xíu lăng mạ tụi em á. Nên... Hồi nào Bảo? Thì đó, anh nói cái vụ nói nhiều mà giờ ai mà nói nhiều mọi người ghét lắm. Nói nhiều là coi như là để bảo vệ mình thôi đúng dạ. Không? Giờ tìm thấy cái đồng minh ngày hôm nay nữa. Dạ. Xuyên, em muốn nói gì trước khi chơi không em? Thật ra thì em chỉ nói là... Thời gian đã hết, dạ xin mời hai người chơi về vị trí của mình. Mời Bảo, mời Xuyên. Nói ít thôi, nói nhiều quá. Thôi, bình tĩnh lại, uống ai thuốc chưa? Ai hả bà vậy? Anh gây áp lực cho em. Thôi, okay. ngoan, okay. Coi bình thường, hít thở. Đủ hài rồi đúng không? Đúng. Okay. Cũng không hài lắm nhưng mà kệ đi. Thì Bảo vẫn luôn giữ cái ý kiến ban đầu, dù là đồng đội bên đó nhưng mà Bảo vẫn có chút nghi ngờ về Lê Lộc. Và khi mà mọi thứ nó được lật lên ở cái từ khóa cuối cùng á là thời trang thì Bảo ở vòng thứ ba á thì Bảo đã bắt đầu Bảo nghi anh Long rồi, nhưng mà vòng này Bảo chắc hơn về cái phần anh Long nữa, thì hai cái tên Bảo nghĩ đó chính là Long Lộc. Rồi tôi nói luôn, cái kết quả cuối cùng Bảo đưa ra là Bảo tình nghi Xuyên và Đằng, thì hồi nãy trong nhóm là em có tình nghi Bảo nhiều nhất. Thì giờ Bảo muốn loại em, nhưng mà thật ra em không phải là bậc thầy ẩn danh. Hồi nãy em có nói với Đào và Đằng tức là cái thông tin mà em nghi dạ. Bảo là Bảo cũng biết luôn. Đúng rồi.